Vâng, xin trân trọng chào mừng và chào đón tất cả các bác và anh em trên mọi miền tổ quốc đến với kênh Thiên Nguyễn Độ Audio Hải Dương. Hôm nay là thứ hai, cũng là ngày đầu tuần. Trung tâm cũng xin phép được chúc tất cả các bác và anh em trên mọi miền tổ quốc có một sức khỏe bình an. Và đặc biệt là mình tránh được cái đại dịch Covid này, có một cái sức khỏe bình an là quan trọng nhất. Thì hôm nay trung tâm cũng xin phép được giới thiệu với các bác và anh em một trong những con radio cassette cũng là một trong những dòng huyền thoại. Và đặc biệt là những bác nào là những người sưu tầm thì cũng không bao giờ thiếu được model này. Đó là con radio cassette đến từ tập đoàn Soli. Em này có model là Soli W600. Thì đây trước mắt các bác, đây là một trong những con hết sức là huyền thoại. Và xin giới thiệu các bác, đây trước mắt các bác là đây là con Soli CBS W600. Em này thì có cái tông màu đỏ ướt hết sức là đẹp. Và điều đặc biệt là em này còn giữ được độ đẹp lên đến 95-97% các bác nhé. Bởi vì là cái màu đỏ này thông thường với các bác thì theo thời gian nó sẽ bị thoái hóa hay là sẽ đổi màu theo một cái trình tự của thời gian. Chính vì vậy mà em này còn giữ được cái màu đỏ đồng đều và đẹp như thế này, thì đó là một trong những con có cái độ giữ được xuất sắc và đẹp hoàn hảo luôn. Thì tôi xin phép được quay rất là chi tiết cận cảnh các cái vị trí cũng như là các cái chi tiết, sau đó thì tôi cũng xin phép được khui hàng hay gọi là tháo ruột gan cho các bác xem, để các bác ở những người ở xa thì có thể trải nghiệm một cách tường tận nhất sản phẩm, để các bác bỏ đồng tiền ra thì các bác cũng không phải băn khoăn cũng như không phải ngại ngần gì đó. Tôi xin phép được quay khá chi tiết các bác nhé. Đầu tiên thì em này sử dụng hai cặp loa, loa chép của con này thì nó sử dụng loa tạch anh các bác nhé, chép tạch anh nhưng mà tiếng cũng rất là hay. Và đặc biệt là con này thì loa bát như vậy nhưng mà củ rất là to các bác nhé, củ rất là to luôn, công suất rất là lớn. Con này sử dụng tới hai con IC công suất các bác nhé. Chính vì vậy là cái công suất của nó rất là khủng và âm thanh của nó cũng rất là uy lực các bác nhé. Đấy, mình không thể so sánh hàng của Nhật cũng như là hàng sản xuất ở nước thứ hai thứ ba được. Đấy, con này là hàng của Nhật cho nên cái chất lượng âm thanh của nó cũng khá là ok các bác nhé. Đấy, khá là ok. Tôi xin phép được quay khá là chi tiết. Em này thì sử dụng hai con IC, đó là con IC công suất là LA 4195 các bác nhé, 4195. Đây, tôi xin phép cho các bác nhìn đây. Đây là hai con IC sử dụng cho hai kênh các bác nhé. Đấy, 4195. Con này thì mỗi một IC sẽ đảm nhiệm một loa. Và điều đặc biệt là con này công suất rất là khủng. Đấy, rất là khủng luôn. Đây, tôi xin phép được quay khá chi tiết cũng như là các cái góc cạnh để các bác có thể là để ý chi tiết. Đó, đây là hai cái cặp loa của nó các bác nhé. Các cái màng cũng như là các cái lón loa của nó còn mới keng luôn. Cái này là cái bằng nhôm các bác nhé, nhưng mà rất là đẹp luôn. Đây, toàn bộ các cái phần đường viền nấm mạ của lún nút các bác này. Đấy, còn rất đẹp luôn. Màu đỏ còn rất là tươi và rất là đều các bác nhé. Cái tắp là tắp bằng nhôm các bác này. Đấy, tắp bằng nhôm nhưng còn giữ được rất là đẹp, không có tí nào bị sùi các bác nhé. Đấy, không bị sùi đâu. Đấy, giữ được rất là đẹp luôn. Đây, toàn bộ các cái chi tiết của nó này các bác này. Đây là Soli này. Con này sử dụng hai băng sóng AM FM và FM của nó full 108 luôn các bác nhé. Con này có equalizer các bác này. Đấy, có chỉnh cân bằng loa, check pad. Đây, ở phía trên các bác này. Tôi sẽ quay rất là chi tiết để các bác có thấy rằng độ đẹp của em nó quá hoàn hảo luôn. Đây các bác xem. Rất đẹp luôn. Rất đẹp, rất mới, gần như không có cái vị trí nào là bị lão hóa theo thời gian. Đặc biệt là các cái vị trí góc cạnh của nó này các bác này. Đấy, rất đẹp luôn các bác nhá. Không bị xuất sát hay vỡ bạc gì hết cả hai bên. Đây các bác này. Đấy, tôi quay rất là chi tiết cận cảnh để các bác xem. Và đây là phía sau của nó các bác này. Đó. Em nó đẹp và mới đến mức độ như thế này. Đấy các bác thấy không? Cái màu đỏ nó đồng đều như này. Đấy. Thay vì màu đỏ những con này nó sẽ không đồng đều hoặc là màu đỏ nó sẽ có tính chất là bạc bạc. Đấy, nhưng con này còn rất là mới. Đây là đường line in của nó các bác nhé. Đấy, còn mới keng. Đây, anten của nó này còn mới như nó bóc xốp luôn. Anten zin các bác nhé. Và đây là chữ Soli. Đó. Soli, con này sử dụng 6 ô. Dây zin hết các bác nhé. Và đây là model của máy các bác này. Model của máy đây. Tôi quay rất chậm để các bác điều kiện theo dõi. Đó. CBS W600 các bác nhé. Hàng Nhật xịn luôn, Made in Japan các bác thấy không? Đây là chạm cái nối loa của nó các bác này. Và đây là cái lắp pin. Con này sử dụng tới 6 quả pin size C, tức là pin đại các bác nhé.
đây, các cái kết nối của anten. Và đây là số sơ di sản phẩm các bác nhé. Tôi quay cái sản phẩm nào cũng quay số sơ di. Đấy, để các bác mua sản phẩm các bác yên tâm là không bị chọn nhầm sản phẩm. Tức là mình bỏ tiền ra sản phẩm nào để mua đúng sản phẩm đó. Đó, rất đẹp luôn. Con này như tôi đánh giá thì nó được tầm khoảng 97%. 97% các bác nhé. Rất là đẹp luôn. Gần như không tìm được ra những cái vị trí hay góc cạnh nào bị lão hóa hay là bị xấu các bác nhé. Anten zin các bác nhé. Anten zin luôn. Đó. Rất là đẹp luôn các bác nhé. Về âm thanh của con này thì khá là chất lượng. Bởi vì như tôi đánh giá thì quan trọng là cái đầu từ của em nó còn rất là mới. Cái âm thanh của nó khá là chất lượng các bác nhé. Đây, tôi xin phép được quay cái chi tiết cái đầu từ để các bác tiện theo dõi đây. Đây, đầu từ của em nó còn rất mới các bác này. Đấy, từ rất mới luôn. Đấy. Cả hai bên đều đồng đều rất là mới các bác nhé. Này, đó, rất đẹp, rất mới luôn. Lát nữa tôi sẽ mở chi tiết cái phần cơ thì các bác có thể xem một cách tường tận hơn. Nếu như tôi đánh giá thì con này còn rất là mới. Ok, tôi xin phép được test sản phẩm để các bác tiện theo dõi nhé. Đây là cái phần cassette của em mong các bác này. Cassette đây. Thì các bác để ý tinh là cái fiction để ở dưới này là cassette này. Đấy, đây. Chúng ta tìm nơi hạnh phúc. Em đi theo anh, em theo anh về làm dâu nhà. Đây là tính năng tìm bài các bác nhé. Con này thì đặc biệt là con này tìm bài cả hai cửa luôn. Đấy, rất hoàn hảo, tìm bài cả hai cửa luôn. Đó, rất nhạy luôn các bác nhé. Con này là biết nhau giữa đồ trắng. Đây là tìm bài ngược lại các bác này. Đó, vẫn bình thường các bác nhá. Ok, đó là cửa số 1 này. Xin lỗi, tôi xin phép được test cửa thứ 2. Đây, con này tìm bài cả hai cửa luôn các bác nhá. Tìm bài cả hai cửa luôn. Và con này auto chích tốt là full luôn các bác nhá. Full luôn. Con này rất là nhạy bởi vì con này cả biến bằng xem sau hay là rất nhạy luôn. Ok, vẫn tốt các bác nhá, vẫn tốt. Cả hai cửa đều tìm bài luôn. Đây là đặc biệt ở trong dòng Tulin này. Phần lớn thì nó chỉ tìm bài cửa số 1 thôi. Tìm bài lại các bác này. Ok, vẫn tốt các bác nhá. Đấy, hai cửa đều chạy rất là hoàn hảo luôn. Đấy. Ok, cái này đã tìm bài được thì đương nhiên tua rất đơn giản này các bác này. Đây, tua này. Tua rất là chạy hoàn hảo luôn. Đấy. Cả hai cửa đều tua rất là tốt các bác nhá. Đấy. Và con này auto stop full các bác nhá. Full tức là sao? Tức là bất kỳ lý do gì đều stop hết các bác nhá. Đây. Tôi sẽ thử cho bác sẽ thấy ngay này. Tôi sẽ thử một cái băng hết để các bác sẽ thấy rằng là nó auto stop full. Đây là auto stop full này các bác này. Đây, ví dụ như là tua hết băng. Cái này thì nó còn phụ thuộc vào cái đây tôi xem lại cho này. Đây, thử xem là có lây hết. Bởi vì cái này nếu như dây cơ doa của nó mà độ căng của dây cơ doa không quá cao thì nếu như nó cũng stop luôn các bác nhá. Đấy. Ok, cái này là cái dây cu doa chưa căng lắm các bác nhá. Đây này, tôi sẽ thử các bác sẽ thấy ngay này. Chỉ cần 1-2 lần nó stop là tức là dây cu doa chưa căng lắm. Đấy. Còn bên này sẽ là căng. Đấy. Đây tôi sẽ thử các bác sẽ thấy bên này ngay luôn này. Đấy. Chứ con này của nó auto stop full luôn mà. Đây. Các bác sẽ nhìn thấy ngay này. Đây. Đấy nha, các bác nhìn tinh này. Cái dây doa bên này vẫn còn nguyên của nó, còn dây bên này đã thay rồi. Đấy, cho nên nếu như dây cơ doa mà còn nguyên mà không căng thì nó cũng sẽ không tự động stop được. Đây, tôi thử các bác thấy ngay. Này, các bác nhìn này. Ok, thấy chưa? Các bác thấy không? Tốt ngay. Đây, các bác nhìn tinh này. Tua cũng tốt luôn này. Bởi vì con này auto stop full. À, xin lỗi.
Cái đời này của nó auto stop là ở phần tua là không các bác nhá. Đó, chỉ auto stop ở phần play. Đó, bởi vì nó không để chữ full, auto stop là con này chỉ bằng sensor thôi. Tức là cảm biến bằng sensor rất là nhạy. Đấy. Ok, đấy. Thì đó là cái đặc trưng của từng đời máy một các bác nhá. Con này chỉ stop ở chế độ là play. Đấy. Cái phía bên này thì nếu như là cái dây của doa nó căng thì nó sẽ stop ngay, các bác thấy không? Đấy. Nhưng nếu là trùng là sẽ không stop được. Con này thì dây của doa của nó vẫn còn nguyên các bác nhá. Đây. Dây của doa vẫn còn nguyên. Cho nên nếu như là cái độ căng của dây của doa không cao là sẽ không stop được luôn các bác nhá. Đấy. Đó các bác thấy không? Đấy. Nếu như bình thường có thể nó stop ngay, nhưng mà nếu như là không căng, không stop. Đấy. Thì cái dây của doa của các này tôi xin phép được thay dây của doa khác để cho nó căng, để các bác thấy rằng là nó sẽ chạy hoàn hảo hết luôn. Ok, đó là phần cassette các bác nhé. Tôi xin phép được kết cái phần radio. Radio để các bác tiện theo dõi đây. Đây là radio các bác này. Gạt ở trên này radio này. Canxi cung cấp để cho bé một cái chiều dài sơ sinh tốt và bà mẹ không bị rút canxi ở trong xương. Ngày 9/4/2022 để phục vụ vi tu. Bác đến ngày 9/4 thu phí Bắc Hải Vân, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh. Do nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt dâu biết. Quý vị và các bạn thân mến, đàn tính tẩu là nhạc cụ phổ biến của đồng bào Tày, Nùng, Thái, sinh sống chủ yếu ở miền núi phía Bắc của Tổ quốc. Bà con thường dùng đàn tính và hát then để biểu lộ tâm tư. Khai tại 8 huyện thành phố Chí Linh, Gia Lộc, Kim Thành, Nam Sách, Ninh Giang, Thanh Hà, Thanh Miện, Tứ. Năm nay làm một y bác sĩ, 40 tuổi, tận tụy với nghề, hết lòng vì người bệnh, có tài năng y đức và có nhạc được. Đó là phần... Đây là em có đến là 2 em này. Thì lâu tô lưu thông chiều Nam Bắc qua hầm Phước Tường nhiều phần. Qua những bản hit trong năm qua thì như là Blinding Light này hay là Levitating này, có thể thấy công chúng đang yêu mến những ca khúc có giai điệu sôi động và tiếng tùng trong class. Còn Hit Way thì lại là một bài hát có nhịp điệu vừa phải, giai điệu thì hấp dẫn đấy, nhưng lại cần nhiều thời gian để ngấm. Công nhận nghe lại những siêu hit năm qua thì đều có điểm chung là rất nhiều năng lượng. Nghe xong chỉ muốn nhún nhảy theo giai điệu của nó thôi. Vậy thì bằng cách nào Hit Way lại giành được vị trí số 1 nhỉ? Lại một lần nữa, TikTok đã giúp một ca khúc đạt được vinh quang sau bao ngày tháng chờ đợi. Trong vài năm trở Ok, con này thì các cái tính năng tôi đã kiểm tra gần như chạy hoàn hảo tất cả luôn. Đấy, cái này là chế độ của băng từ các bác này, băng từ này. Đấy, còn đây là equalizer, đây là chỉnh cân bằng loa này, đây là chỉnh volume. Còn đây là friction để chọn cassette hay radio hay là đường line in các bác nhé. Còn đây là cái băng sóng của radio. Đấy, thì con này của nó chạy hoàn hảo tất cả các chức năng luôn. Có một cái dây cosa bên này là dây cosa tôi vẫn thấy còn nguyên của nó còn zin. Chính vì vậy là tôi không thay. Đấy, dây cosa bên này còn zin các bác nhé. Chính vì vậy mà tôi sẽ giữ nguyên dây cơ doa này, tôi xin phép được thay dây cơ doa này khác luôn. Bởi vì cái dây cơ doa khi đủ độ căng như cái này nó sẽ tự động tốt toàn phần. Bởi vì con này tốt bằng sensor, tức là nó cảm biến rất nhạy luôn. Đấy, chỗ đấy là cái đặc trưng nha các bác nhé. Ok, tôi xin phép được test thêm tính năng nữa, đó là cái phần line-in các bác nhé. Line-in thì cái này thì chạy điện thoại ra nó cũng rất là chập chờn, cũng có lúc cắm được cũng không. Tôi xin phép được cố gắng test cái phần line in qua điện thoại để các bác điện theo dõi. Đây, line in ở đây các bác này. Đây, đường line in rất là đi rõ đây này. Đây là line in hay CD đây. Các bác nhìn tin là từ các cái chạm cái đối của nó còn mới tính con luôn các bác nhé. Là từ anten mới tính con luôn, không tìm vết luôn. Con này như tôi đánh giá là độ đẹp của nó đến 97% các bác nhé, rất là mới luôn. Đây các cái vị trí này các bác nhìn tin. Không có tí nào gọi là có tì vết gì nhé, không sắt sát, không có một tí nào là bong chóc gì hết. Đây phần line in của nó các bác này. Line in ở cái phần này thì các bác gạt lên phần trên này. Đấy, gạt phần trên này. Đây tôi xin phép được test qua để các bác tiện theo dõi. Sau đó tôi sẽ mở nhanh cái sản phẩm này để các bác theo dõi này. Đây là tôi xin phép được chạy điện thoại xa các bác nhé. Đây các bạn này.
ok cái này của nó thì tất cả các tính năng được kiểm tra rất là kỹ rồi, cho nên các bác yên tâm là chạy hoàn hảo hết mọi tính năng. Bởi vì các bác chỉ cần nhìn các cái chế độ này lên đây, cái ổ này nó còn mới này, tức là cái con đàn còn rất là mới, tất cả các vị trí của nó các bác này. Tôi quay lướt lại một lần nữa để các bác tiện theo dõi luôn này. Đấy, ví dụ như cái này này, rất là mới luôn nha các bác nhá, không một tí vết xước sắt nào luôn. Đấy, rất đẹp luôn. Đây, cái tem này zin của nhà máy các bác nhá, mới tem zin. Đây, các bác nhìn tinh này, cái táp nhôm của nó này, hay là nút ấn của nó này, đẹp, lộng lẫy luôn. À, con này thì đây các bác có thể nhìn một cách rất là cụ thể cả ngay như là ở phía dưới bệ của máy này các bác nhìn này. Đây tôi chắc được quay phía dưới các bác sẽ thấy ngay. Đây, đây là các bác này. Đây, các bác thấy không? Nó đẹp, đẹp tường tận luôn. Đó, đẹp không tì vết lung linh luôn. Đó, chứ không phải bảo là ở dưới không hề xuất sắc một cái gì luôn. Nó giữ được rất đẹp luôn. Và tôi xin phép được tháo nhanh cái sản phẩm này để cho các bác tự theo dõi. Trước khi tháo nhanh thì tôi xin phép được quay kỹ lại một lần nữa ở cái phía sau. Đây, và tôi sẽ quay cái số số sản phẩm. Các bác nhìn thấy không? Thì cái ốc ác nó còn mới cong này. Anten zin của nó các bác nhé, còn trắng bóc luôn. Đây là đường kết nối AC này, và đây là đường AC ra. Ngoài ra thì em này còn chạy được cả pin. Đây các bác này, và đây là số suzy sản phẩm đấy các bác này. Đây tôi quay rất lại cái số suzy sản phẩm. Đấy, đuôi của nó là gì? 751 các bác nhé. Đấy, số suzy đuôi của nó là 751. Ok, rồi tôi xin phép được tháo nhanh sản phẩm để các bác tiện theo dõi. Cái này thì tháo cũng khá là nhanh. Đây, con này tôi bắt cũng gần như là đủ hết ốc, nhưng mà tôi xin phép được tháo nhanh để các bác tiện theo dõi luôn. Thực ra thì những cái sản phẩm mà nó còn được đẹp và mức độ như thế này thì tôi cũng rất là mong muốn là những bác nào có tâm, là những người được thừa hưởng cái sản phẩm này thì cũng rất là xứng đáng để cho các bác sưu tầm. Bởi vì thực ra thì nó cũng đã ra, con này ra sản xuất, con này sản xuất năm 1984 các bác nhé, tức là đến bây giờ thì đâu đó nó tầm khoảng 38-39 năm rồi. Và chính vì vậy mà giữ được độ đẹp như này thì tôi cảm thấy rất là phục những cái chủ nhân cũ, người ta cũng giữ gìn rất là tốt thì mới giữ được như vậy. Bởi vì không phải ít năm, 38-39 năm rồi chứ không phải ít, nhưng mà giữ được độ đẹp như này thì đúng là cả một cái quá trình hết sức là cẩn thận mới giữ được như này các bác nhé. Đấy, con này là dòng ba cục, hết sức là gọn. Mình không thể so những cái con Suli 1110 hoặc 745, hàng đấy là hàng sản xuất lớp thứ 2, thứ 3, tức là không phải hàng sản xuất tại Nhật các bác, cho nên mình không thể so chất lượng với những con này được. Ở những con này thì nó là hàng sản xuất tại Nhật rồi thì chất lượng của nó tuyệt vời rồi. Đây các bác nhìn tinh này, made in Japan mà. Đấy, cho nên mình không bao giờ so sánh với những cái hàng sản xuất trong nước được, bởi vì hàng sản xuất trong nước thì mình không thể bàn chất lượng của nó không so với hàng này được. Đây tôi xin phép được tháo nhanh các bác nhìn tinh này. Thực ra những cái con này mà được độ đẹp như này tôi cảm rất là hài lòng. Rất là hài lòng luôn. Đây, tháo nhanh để các bác tiện theo dõi luôn. Đây, con này tháo cũng rất là dễ các bác nhé. Đó, đã tháo ra rồi. Đây cái phần mặt của nó đây. Đây các bác nhìn tinh đây, em nó còn mới kính con này luôn. Con này cảm biến tốt bằng sensor. Đây là sensor các bác nhé. Đây, đây là cái này nó sử dụng bằng sensor, tức là cái này nó sẽ quay để nó sẽ cảm biến sensor các bác này. Nó có sensor ở dưới cái này. Đấy, các bác thấy mới không? Motor zin hết các bác nhé. Đấy, motor mà Japan hết, zin toàn phần, không có gì là lệch lạc, rất mới luôn. Đây, đầu từ zin của nó các bác này, đầu từ metan zin luôn, đầu từ vẫn chữ Soli các bác nhé, Soli Japan này, những viết tắt ở dưới là Japan. Đây cả hai bên các bác nhé. Đấy, rất đẹp và rất long lanh luôn. Đây, tôi quay này các bác nhìn tường tận hơn. Đó, rất là tuyệt vời luôn. Tất cả zin 100% hết các bác nhé. Ok, đó là một trong những cái sản phẩm như tôi đánh giá là con này được độ đẹp đến tới 97%. Gần như là hoàn mỹ tất cả các cái vị trí. Đây, các bác nhìn tinh từ cái lón hoa như là mới tinh luôn. Đấy, cả hai bên các bác nhé. Đó, và cái máy đã được tháo rồi. Con này thì đã được trung tâm bảo dưỡng vô cùng kỹ lưỡng các bác nhé. Không có hạt cát nhỏ luôn. Đấy, không có hạt cát nữa, tất cả các vị trí được bảo dưỡng dầu mỡ cũng như là tra các cái mỡ cơ để chất lượng của nó là rất là tốt rồi. Người ta nhìn tình cơ không có hạt cát nhỏ luôn. Đấy, đẹp mỹ mãn luôn. Đấy, tất cả các vị trí của nó không thể chê được về cái chất lượng bảo dưỡng ở đây.
Thì tôi xin phép được quay con này rất là chi tiết rồi. Thì bác nào mà quan tâm đến sản phẩm nhé, thì các bác vui lòng liên hệ sớm nhé. Chúng tôi có cái hướng hỗ trợ như cách thức mua bán này các bác. Đây là một trong những sản phẩm đáng sưu tầm cho các bác là chơi. Con Soli màu đỏ này mang cái sự may mắn đến cho gia chủ. Vâng, xin chân thành cảm ơn các bác đã theo dõi video. Bác nào mà chưa ấn vào nút đăng ký của kênh nhé, thì các bác vui lòng ấn vào nút đăng ký của kênh. Sau đó các bác ấn vào hình của cái chuông và ấn vào tất cả để tránh tình trạng mình bỏ lỡ các cái video khi kênh đăng lên. Bởi vì rất nhiều các bác là sau khi 1-2-3 ngày thì bắt đầu mới nhận được video. Bên xem thì hỏi sản phẩm đó thì không còn. Đấy thì cũng rất là tiếc, rất nhiều bác tiếc vừa rồi. Đấy, bởi vì sao các bác không đăng ký của kênh. Cho nên chính vì vậy là các bác bỏ lỡ rất nhiều những sản phẩm mình đang quan tâm, mình đang sưu tầm hay mình đang truy lùng. Thì đó là điều rất là tiếc cho các bác luôn. Thì cũng quá nhấn mạnh các bác bỏ thời gian ra ấn vào nút đăng ký của kênh. Sau đó ấn vào hình của chuông và ấn vào tất cả nhé. Vâng, xin chân thành cảm ơn các bác đã theo dõi video. Xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác ở các video tiếp theo nhé. Xin cảm ơn các bác nhé. Xin chào các bác ạ.